mấy đứa cái này nó đâu đâu cho hầm hộp đâu, cho ép ít luôn phải không? Nó đâu có cho hầm hộp đâu. Vậy ép ít bằng không, có nghĩa là lấy cái này bỏ kép nha, với lấy cái này, vậy là ít bằng trừ một, với x bình cộng 2mx cộng 5 bằng 0. Là cái này một nghiệm rồi nha. Vậy cái này cần mấy nghiệm? Không nghiệm. Là ok. Và bây giờ làm sao để cái này không nghiệm? Cho delta phẩy nhỏ hơn 0 là xong rồi. Hết rồi mấy em. Trời trời, không nghiệm là delta phẩy nhỏ hơn 0. À, nhỏ hơn hoặc bằng 0. Tại vì nghiệm kép thì vẫn không có. Delta phẩy là bằng cái này mắc số 2 là m bình trừ 5 nhỏ hơn bằng 0. Vậy là m phải đi từ trừ căn 5 tới căn 5. Coi m đi từ đâu tới đâu, bấm sơ phân giùm thầy ơi. Trừ 2.2 tới 2.2. Vậy là điểm nè, trừ 2, trừ 1, 0, 1, 2, ổ D. Trừ khi nào sửa sai mà không hối cải, không có giải thích kìa. Dạ. Xin lỗi. Xin lỗi.